Hello boys and girls. Chào các bạn. Today English lesson we are going to study communication. Unit 2 my how. Bài học hôm nay chúng ta là phần communication, okay? Bài 2. Nhà tôi. Now let's get started. Giving suggestion là cho, đưa ra lời gợi ý. Activity 1. 1. Elena and her mom are discussing how to decorate her bedroom. Listen and read the dialogue. Pay attention to the highlighted sentences. Phần 1. Elena and her mom are discussing how to decorate her bedroom. Elena và mẹ của cô ấy thì đang thảo luận làm sao để mà trang trí cái phòng ngủ của cô ấy. Listen and read the dialogue. Nghe và đọc lại cái đoạn hội thoại. Pay attention to the highlighted sentences. Sau đó, và chú ý đến cái phần highlight. Everyday English. Giving suggestions. Activity 1. Elena and her mum are discussing how to decorate her bedroom. Listen and read the dialogue. Pay attention to the highlighted sentences. My bedroom isn't nice. How about putting a picture on the wall? Great idea, Mum. Let's go to the department store to buy one. Elena, my bedroom isn't nice. Phòng của con thì không có đẹp, Mum. How about putting a picture on the wall? Vậy chúng ta đặt một cái bức tranh trên tường nhé. Elena, great idea, Mum. Ý kiến hay đó mẹ. Mum, let's go to the department store to buy one. Vậy chúng ta hãy đến cái cửa hàng bách hóa để mua một cái nhé. Chúng ta lưu ý đến cái phần highlight. How about putting the a picture on the wall, or let's go to the department store to buy one. Okay? Là how about và let's. Two. Work in pairs. Make a similar dialogue. Remember to use the structures. Activity 2. Work in pairs. Là làm việc theo cặp. Make a similar dialogue. Và làm một cuộc đối thoại tương tự. Remember to use the structures. Và lưu ý sử dụng những cái cấu trúc như là how about cộng với động từ thay miên và let's cộng với động từ nguyên mẫu. Khi mà chúng ta muốn gợi ý ai đó làm gì hay là rủ ai đó đi đâu thì chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc là how about cộng với động từ thêm in hoặc là let's cộng với động từ nguyên mẫu. Ok, now let's do it. Phần 2, working pairs, làm việc theo cặp, make a similar dialogue và làm một cuộc hội thoại tương tự như phần 1. Remember to use the structures. Và lưu ý sử dụng những cấu trúc như là how about cộng động từ thêm in và let's cộng với động từ nguyên mẫu. Ta có Elena, it's a beautiful day today. Mom, how's about going camping? Elena, great idea, Mom. Mom, let's go to the supermarket to buy something. Elena, đây, hôm nay đẹp quá. Hôm nay trời đẹp quá. Mẹ ơi, mẹ nè. Thế mình đi cắm trại nhé. Elena, great idea, Mom. Ý kiến hay đó mẹ. Mom, let's go to the supermarket to buy something. Vậy thì chúng ta đi siêu thị mua một số đồ đi. Ok. Ngoài cái cấu trúc là how about hay là let's thì chúng ta cũng sẽ có một số cái cấu trúc và cái nghĩa của nó tương đương. Và nếu mà bạn chấp nhận cái lời đề nghị, chấp nhận cái lời gợi ý thì mình sẽ có những cái cách trả lời như thế nào, mà trường hợp mình từ chối thì mình sẽ cũng có những cái cách trả lời như thế nào. Thì chúng ta cùng study together, okay?
Giving suggestion, đưa ra lời gợi ý. Ngoài hai cái cấu trúc mà chúng ta vừa học là how about cộng với động từ thêm in, hoặc là less cộng với động từ nguyên mẫu. Nghĩa của nó là đưa ra gợi ý, rủ ai đó làm gì, rủ ai đó đi đâu. Okay. Khi mà bạn muốn gợi ý cho ai đó làm gì, hay là gợi ý cho người ta, người đó đi đâu, rủ ai đó đi đâu làm gì, thì chúng ta sẽ sử dụng hai cái cấu trúc. Chúng ta sẽ sử dụng những cái cấu trúc như là how about và let's. How about cộng với động từ thêm in và let's cộng với động từ nguyên mẫu. Ngoài hai cái cấu trúc này ra thì chúng ta cũng sẽ có một số dạng các cấu trúc mà cái nghĩa của nó cũng là đưa ra lời gợi ý. Và câu how about putting a picture on the wall là, hay là mình đặt một cái bức tranh trên tường đi. Đó, đó là đưa ra một cái lời gợi ý. Hay là let's go to the department store to buy one. Đó, hay là chúng ta đến một cái cửa hàng bách hóa để mua một cái nhé. Là mình gợi ý rủ ai đó đi đâu làm cái gì. Ngoài hai cái cấu trúc này ra thì chúng ta sẽ có những cái cấu trúc như sau. Why don't we go somewhere to eat? Tại sao chúng ta không đi đâu để ăn nhỉ? Ta có cấu trúc là why don't we, or why don't you cộng với động từ nguyên mẫu. Why don't we go somewhere to eat, or why don't you go somewhere to eat? Tại sao bạn không đi đâu để ăn nhỉ? Tại sao chúng ta không đi đâu để ăn nhỉ? Cấu trúc là why don't we cộng động từ thêm nguyên mẫu, hoặc là why don't you cộng với động từ thêm nguyên mẫu. Hay là shall we go out for a drink? Sao chúng ta không ra ngoài uống gì đó nhỉ? Ta có cấu trúc là shall we, rồi tiếp theo là ta cộng với động từ nguyên mẫu. Shall we go out for a drink? Shall we go somewhere to eat? Ok. Là sao chúng ta không ra ngoài uống một cái gì đó đi? Why not go for a walk along the river? Tại sao chúng ta không đi dạo dọc bờ sông đi? Hay là chúng ta đi dạo dọc bờ sông đi? Ok, ta sử dụng cấu trúc là why not cộng với động từ nguyên mẫu. Hay là do you fancy getting some coffee? Do you fancy getting some coffee? Câu này có nghĩa tương đương với câu là would you like to get some coffee? Bạn có muốn uống một chút cà phê không? Ok, do you fancy, câu này rất là hay nha, mình rất là thích sử dụng luôn. Do you fancy cộng với động từ thêm in. Do you fancy getting some coffee? Do you fancy getting some drink? Do you fancy? Okay, do you fancy getting something? Do you fancy? Sao do you fancy là nhớ, là sẽ là động từ thêm in. Tương đương với nghĩa là would you like to get some coffee? Tức là bạn có muốn, would you like, là bạn có muốn một chút, uống một chút cà phê không? Ok, đây là một số cái giving suggestion, một số cái có cấu trúc để đưa ra cái lời gợi ý để rủ ai đó đi đâu làm cái gì. Và nếu mình chấp nhận thì mình sẽ có cái phản hồi như thế nào nè, mình sẽ có những cái câu trả lời như thế nào nè. Nếu mình chấp nhận lời đề nghị thì mình sẽ nói là sounds great or sounds lovely, nghe tuyệt đó, hay đó. Nghe, that's a good idea, ý kiến hay đó. That sounds like a good idea, đó, nghe có vẻ ý kiến hay đó. Hay là sure, why not, tại sao không nhỉ? Hay là bạn nói là why don't we go somewhere to eat? You answer sure, why not, tại sao chúng ta không đi đâu để ăn nhỉ? Bạn sẽ trả lời là sure, why not, tức là chắc chắn rồi, tại sao không. Again, hay là I would like that, là tôi thích đó. Hay là I'm up for it, I'm up for it, có nghĩa là let's do it, let's do what you're saying. Again, là sẵn sàng để đi á. Again, hay là I'm game, là let's do it. Who asked you? Where? Why don't you go? How about going? How about going somewhere to eat? Hay là bạn nghĩ sao nếu mà đi ra ngoài, hay là chúng ta đi ra ngoài ăn đi. How about going? How about going somewhere to eat? Hay là chúng ta ra ngoài ăn đi. I'm game. Ok, có nghĩa là let's do it.
Ok, đi thôi. Đó. Hay là Greg, I'm in. Greg, I'm in. Greg, I'm in có nghĩa là I like your idea. I like your suggest. Có nghĩa là tôi thích ý của bạn nữa nha. Tôi thích ý kiến của bạn rồi đó. Ok, tôi đồng ý ý kiến của bạn đó. How about going somewhere to eat? Hay là chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Ý kiến của bạn hay đó. Tôi thích ý kiến của bạn đó nha. Ok, go. Ok, great, I'm in. Có nghĩa là I like your idea, I like your suggestion. Là tôi thích ý của bạn đó. Tôi thích cái lời đề nghị của bạn, cái thời gợi ý của bạn đó. Nha. I'll take you up on that. Có nghĩa là tôi chấp nhận cái gì. I accept your suggestion, your offer, your invitation. Có nghĩa là tôi chấp nhận cái lời lời gợi ý của bạn, lời đề nghị của bạn. Đó là những cái trường hợp mà mình chấp nhận lời đề nghị của ai thì mình sẽ có một số cái đây, số câu trả lời như thế này. Còn nếu mà trường hợp mà mình không chấp nhận lời đề nghị của người ta, lời gợi ý của người ta rủ mình đi đâu đó mà mình không có muốn đi, hoặc là mình bận mình không muốn đi, thì mình sẽ có những cách trả lời như thế nào nè. Now let's see. Rejecting, từ chối lời đề nghị, lời gợi ý. Rejecting suggestion. Maybe another time. Maybe another time. Có thể là bữa khác đi. Ai đó rủ bạn là how about going somewhere to eat? Hay là mình đi đâu đó ăn đi. Thì bạn, nếu mà bạn từ chối, bạn không đi, thì bạn sẽ nói là maybe another time, bữa khác đi. Ok. I'm a bit tied up. I'm a bit tied up. Tức là I'm busy. I'm a bit tied up. I'm a bit pressed for time. It means I don't have a lot of time. I'm a bit pressed for time. Có nghĩa là mình không có thời gian. Mình không có thời gian, không có đi được. Ok. Ví dụ hai hỏi bạn lời nói là how about going out somewhere to eat? Thì bạn có thể là hay là chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Bạn có thể nói là I'm a bit tied up. I'm a bit tired, tức là mình bận lắm. Hoặc là I'm a bit pressed for time, tức là mình không có thời gian luôn á. Ok. Can I take a rain check? Can I take a rain check? It means you wanna go, but you can't do right now. You will do it another time in the future. Can I take a rain check? Có nghĩa là mình muốn làm đó, mình muốn đi đó, nhưng bây giờ thì không đi được, không làm được. Nhưng mà cũng ân đi. Nếu mà có cơ hội lần sau thì mình sẽ đi, sẽ làm. Ok. For example, I'm very hungry now. Mình đói bụng, bây giờ mình đói bụng quá. How about going out to eat? Hay là chúng ta ra ngoài ăn đi. Thì bạn có thể trả lời là, nếu mà bạn từ chối thì bạn có thể trả lời là Can I take a rain check? Can I take a rain check? Có nghĩa là mình muốn đi đó, nhưng mà bây giờ mình không đi được luôn á. Nếu mà đợt sau mà có cơ hội là mình sẽ đi, ok? I'm a bit busy right now. Can I take a rain check? Có nghĩa là mình không đi được. I'm a bit busy right now. Bây giờ mình bận lắm, ok? Hay là mình có thể có trả lời khác như là I'm sorry but I can't make it. I'm sorry but I can't make it có nghĩa là I'm too busy, mình bận lắm. Okay, how about going out to eat? Hay là mình ra ngoài ăn đi. I'm sorry but I can't make it. Xin lỗi, mình không có đi được, không có đi được. Okay. The next one. Three. Mies tells Nick about her grandparents' country house. Look at the pictures of her grandparents' house and complete the sentences. Activity 3. Phần 3. Mies tells Nick about her grandparents' country house. Mies bảo với Nick về ngôi nhà ở quê của ông bà cô ấy. Look at the pictures of her grandparents' house. Và nhìn vào các bức tranh về nhà của ông bà của My, của cô ấy là của My.
và complete the sentences và hoàn tất những câu. Hoàn tất những câu sau đây nè. Các bạn để ý thì hôm trước mình đã học phần possessive. Possessive case là trường hợp nè. Ở đây là mình thấy là có trường hợp là plural noun ending with s. Đối với danh từ số nhiều mà kết thúc bằng chữ s đó, thì khi mà sở hữu cách á, khi mà sử dụng cái sở hữu cách á, thì chúng ta chỉ sử dụng cái dấu mốc này thôi ha. Đó. Now, the number one, my grandparents live in a house in Nam Định. Ông bà mình thì sống ở Nam Định. House is here. Country house, right? My grandparents live in a country house in Nam Định. Là ông bà của mình sống ở một ngôi nhà ở nông thôn ở Nam Định. There are four rooms in the house and a big garden. There are four rooms in the house and a big garden. Có bốn cái phòng trong nhà và có một cái vườn rất là lớn. Number three, I like the living room. There a big window in this room. There is a big window in this room. Mình thích cái phòng khách tại vì nó có một cái cửa sổ lớn trong cái phòng này. Number four, there are four and a table in the middle of the room. There are four chair, right? Four chair là phải là số nhiều đúng không? Bốn cái là phải số nhiều là thêm s này. There are four chairs and a table in the middle of the room. Có bốn cái ghế và một cái bàn giữa cái phòng. Number five, there are two family photos. On the wall, right? There are two family photos on the wall. Có hai cái bức ảnh gia đình treo trên tường, ở trên tường. Okay, the next one. 4. Student A looks at the pictures of Nick's house on this page. Student B looks at the pictures of Mi's house on page 25. Ask questions to find the differences between the two houses. Activity 4 là phần 4. Student A looks at the pictures of Nick's house on this page. Là học sinh A nhìn vào bức tranh về ngôi nhà của Nick ở trong cái trang này. Student B looks at the pictures of me house on page 25. Học sinh B thì nhìn vào bức tranh của về ngôi nhà của My ở trong cái trang 25. Ask questions to find the difference between the two houses. Và đặt câu hỏi và tìm ra sự khác biệt giữa hai cái ngôi nhà này. Okay, ready? Ready? Are you ready? Let's start it. Let's do it together. This is Nick house. Đây là nhà của Nick nè. The question number one. Where does Nick live? Nick thì sống ở đâu? He lives in a country house. Cậu ấy sống ở ngôi nhà ở một ngôi nhà ở nông thôn, okay? This is Mi's house. Đây là nhà của Mi nè. The question number one. Where does Mi live? Mi sống ở đâu? She lives in a townhouse. Mi sống ở một ngôi nhà ở thị trấn, ở thành phố hay là thành phố. Okay. How many floors or how many stories does Nick's house have? Nhà của Nick thì có bao nhiêu? Nhiều lầu. It has two floors. Or it has two story là có hai lầu, okay? My house
How many floors or how many stories does Miss House have? Có nghĩa là nhà của mình thì có bao nhiêu lầu? It has three floors. One, two, three. It has three floors or it has three stories. Có ba lầu. Question number three. How many rooms are there in Nick's house? Có bao nhiêu phòng trong nhà của Nick? Now let's count. One, two, three, four, five, right? One living room, two bedroom, one bathroom, and one kitchen. A living room, two bedroom, a bathroom, and a kitchen. There are five rooms, right? There are five rooms. Có 5 phòng, 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh và 1 nhà bếp. How many house? How many rooms are there in Miss House? Now, let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 rooms, right? Có 6 phòng. Không tính cái hall, không tính cái sảnh là 6 phòng. A living room, two bedroom, two bathroom, a kitchen, right? Là 6 phòng. Không tính cái sảnh. The next one, question number 4. Does Nick's house have a garden? Garden. Nhà của Nick thì có cái vườn đúng không? Yes, it does. Does my house have a garden? No, it doesn't. Nhà của My có cái vườn không? No, it doesn't. Không có. Question number 5. How many bathrooms are there in Nick's house? Có bao nhiêu phòng tắm trong nhà của Nick? There is only one. Okay. Only one. There is one bathroom. There is one bathroom. Only one. Chỉ có một phòng thôi. How many bathrooms are there in my house? Có bao nhiêu phòng tắm trong nhà của My? One, two. There are two bathrooms, right? There are two bathrooms. Là có hai phòng, có hai nhà tắm, hai nhà vệ sinh. Now, the next one. Five. Draw a simple picture of your house. Tell your partner about it. Activity 5 là phần 5. Draw a simple picture of your house là vẽ một cái bức tranh về nhà của bạn. Đơn giản thôi. Tell your partner about it. Và nói cho bạn của mình về nó. Ok. Thì cái này các bạn sẽ tự vẽ nha. Cái này các bạn sẽ tự vẽ. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái một trong hai cái nhà. Một là cái nhà của Nick, hai là cái nhà của My. Rồi để mình mô tả và mình đọc cho các bạn, mình kể cho các bạn khác nghe về cái nhà của mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ mượn cái nhà của Nick như được coi như là cái nhà mình mới vừa vẽ xong đi ha. I live with my parents in a house in the countryside. Mình sống với ba mẹ mình ở một ngôi nhà, trong một ngôi nhà ở quê. My house is not big but very cozy. Nhà của mình thì không có bự lắm nhưng mà rất là ấm áp. There is a big yard with a lot of flowers. Có một cái vườn rất là rộng và rất là nhiều hoa. There are two small bedrooms. A living room with a big window, a tidy bathroom and a warm kitchen. Có một hai cái giường, hai cái phòng nhỏ, một cái phòng khách với cái cửa sổ lớn, một cái nhà vệ sinh, nhà tắm rất sạch sẽ và gọn gàng và một cái bếp rất là ấm áp. Okay. Here is a peaceful living room with the fireplace and an armchair and a coffee table on the cabinet. Đây là phòng khách rất là rộng, thoải mái với một cái lò sưởi, một cái ghế bành, một cái bàn nhỏ nhỏ, bàn uống cà phê trên cái tấm thảm. Both our bedrooms are a little bit more bit light.
Hai cái phòng ngủ thì tuy là nhỏ một chút xíu nhưng mà rất là sáng và thoáng. The bathroom is between two bedrooms. Và hai cái và cái phòng vệ sinh thì nằm giữa hai cái phòng ngủ. The kitchen is my mom's favorite area of my home, where she can prepare and make a lot of delicious dishes. Phòng bếp là một cái nơi yêu thích của mẹ mình trong căn nhà, nơi mà mẹ mình có thể chuẩn bị và làm rất là nhiều món ăn ngon. I can take long walks in the fresh air every morning. Và mình có thể đi, mỗi sáng thì mình có thể đi dạo để hưởng cái không khí trong lành ở đây. So I love to live here, a quiet and peaceful place. Mình rất là thích sống ở đây, một nơi rất là an lành và yên tĩnh. Ok. Rồi chúng ta chỉnh lại cho nó đẹp. Và đây là phần bài dịch nha. So now last one. New words. Vài từ vựng mới nè. Decorate. Decorate là trang trí, trang hoàng là động từ. Department store. Department store là cửa hàng bách hóa. Ta có to be tied up, có nghĩa là to be very busy, là bận, rất là bận. Ta có cái cụm take a rain check on something, tức là hiện tại bạn không thể chấp nhận lời mời, lời rủ rê từ ai đó, nhưng mà vẫn ngỏ ý là muốn được làm nếu sau này có cơ hội. Ok, tại vì hiện tại bây giờ mình đang bận á, mình không có đi được, không có làm được, nhưng mình rất là muốn được làm, muốn được đi. Tôi có cái cụm nữa là to brag for time, tức là to be in a hurry là rất là vội luôn. The next one, chúng ta sẽ có một số cái tính từ mà có thể giúp ích cho bạn để mà describe your home, ok, để các bạn có thể là mô tả về nhà của mình nó thêm sinh động hơn. Ok. Big là to rộng. Spacious là rộng rãi, có nhiều không gian, có nhiều chỗ. Cozy là tính từ ấm cúng, thoải mái, rất là dễ chịu. Warm là ấm áp, thoải mái. Cool là mát mẻ. Convenient là rất là thuận tiện, tiện lợi, thích hợp. Light là ánh sáng từ mặt trời, ánh sáng từ thiên nhiên, căn phòng nói chung là có nhiều ánh sáng. Cramped là không gian nhỏ, chật hẹp, không đủ phòng. Dark là tính từ tối, không đủ ánh sáng tự nhiên. Stuffy là ngột ngạt, không thoáng khí, rất là không khí, thiếu không khí trong lành. Noisy. Hay là noisy again. So we stop here. See you next time. See you next video. See ya. Bye bye.